Vâng, chung kết đối với Hòa Hải. Ờ, thể loại Acidian, nhà lại hơi tù tù cho nhỏ xe không thử. Nhưng mà chính ra cái như này lại hay này. Chứ cái nhà kiểu như này có khi lại giàu. Nhà kiểu hoàn mỹ là kiểu như tôi cứ khen hoàn mỹ một cái thời điểm đầu kiểu đéo gì là lúc sau là cũng tù. Bao lần rồi, bị bao lần rồi, cứ bình luận ông nào cũng thế, cứ khen là sự khởi đầu hoàn hảo là y rằng lúc sau thấy cái ông đi xách giỏ đi đập lô. Sợ. Vâng, sẽ là 9-0 hay sẽ là 8-1? Vâng, nhiệm vụ của game thủ chim sẻ đã được giao bởi ông bầu đó chính là 9-0 để ít nhất là có một game thủ Việt Nam trả đũa được vâng trận thua 0-9 của Việt Lớp trước game thủ Giang Long. Còn cái câu chuyện 9-1 thì nó đã trở thành một bản tình ca mùa đông rồi đối với các game thủ Việt Nam khi đối đầu với Trung Quốc trong ba cái thể loại này. Vâng, tôi thấy mấy ngày hôm qua còn 2-9-1 mà toàn 9-1 thôi. 9-2, 9-3 thì cũng có nhưng mà 9-1 là chủ yếu. Vâng, may quá. Tôi lại tưởng là bãi quả lại ba cây bên này, hai cây bên vực thì thôi nát người. Mấy hiêu này có đá về không? Vâng, vẫn là top 1 mà. Câu nói quen thuộc khi bình luận màn hình máy của game thủ chim sẻ đơn giản anh là top 1. Vâng, mùa Việt Trung năm 2017 sẽ là mùa Việt Trung thứ 3 mà chim sẻ nắng tham dự. Thành tích trong các mùa Việt Trung của game thủ chim sẻ cũng là rất tốt. Trung Việt thì chim sẻ cũng đã tham dự hai giải Trung Việt trong năm 2016 rồi và cũng đạt những thành công vang dội. Như Việt Trung bao giờ cũng mang lại một cái cảm xúc khác hơn. Bãi quả của chim sẻ là bãi quả 6 cây. Bãi quả đầu 6, bãi quả phụ 5. May hiêu không phải là hiêu 4. Vâng, hiêu 5. Quả đầu 6, quả phụ 5 mà lại hiêu đầu 4 thì nó gọi là min binh. Vâng, tơn quả đấy gì đấy gọi là một cái tơn mà gọi là bài ba đao ấy. Ba đao trong game mậu binh của một đối tác ở bên phía Game TV đó chính là Game Win Pro. Vâng, cũng xin cảm ơn các nhà tài trợ. Ở đây là nhà tài trợ Newman, nhà tài trợ Golden Field, nhà tài trợ Capital Phone và website bongdafa.com đã đồng hành và tài trợ cùng với Team AOE Game TV. Đặc biệt cảm ơn nhà tài trợ Asus IOG Việt Nam đã tài trợ ra những thiết bị để chúng tôi thực hiện những chương trình như thế này. Xin cảm ơn kênh Mobile TV, kênh SCTV Thể thao đã kết hợp cùng với website gametv.vn để gửi tới khán giả hâm mộ cộng đồng AOE Việt Nam những hình ảnh chất lượng với chất lượng tốt nhất để xem qua các thiết bị di động như là smartphone. Vâng, bài hiêu 5 quả đầu 6 quả phụ 5. Và sẻ đang cần một cái gì đó nữa. Hai dâm vẫn đang rất miệt mài đi dò và chưa thấy gì, thấy thêm rừng thông thôi. Không phải thực sự bài của sẻ không phải là bài mắc binh. Ngày hôm nay đánh các bài đều không mắc. Và nhưng rất may, thực ra Hòa Hải cũng là một đối thủ nó chưa đạt đến cái tầm cỡ để chim sẻ nắng có phải để dở hết tất cả các tinh túy của mình. Chúng ta xem chim sẻ đang đánh cung G trong thể loại trang của AC thì thấy rằng sự vượt trội của chim sẻ, một sự tự tin nhất định của chim sẻ với những tên quân nó mang một cái gì đấy nó gọi là cửa trên hoàn toàn. Cảm giác như chim sẻ đoán được hết Hòa Hải sẽ đi quân như thế nào. Cảm giác như là tự tin rằng là ít quân vẫn có thể đấu được với nhiều quân. Kích đời. Như vậy là 8-32 và đi đập lô. Vâng, đã khen nhà nó bẩn bẩn xấu xấu rồi mà vẫn đi đập lô là sao? Vâng, tôi vừa lướt qua trên Facebook thì có một số những cái status rất là hay. Ví dụ như là hôm nay là ngày 7 tháng 3 và ngày mai không, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai và xin lỗi các bạn là hôm nay là ngày 8 tháng 3 đã bước sang 0:09 rồi. Và tôi xin phép được cười vào mặt tất cả những hội có gấu và thông báo với họ một cái tin rất là buồn rằng là hôm nay, ngày mai và ngày kia trời đều mưa và không đi chơi được. Yeah.
Và hai người ngồi cạnh cạnh tôi, đang ngồi cạnh tôi ở thời điểm hiện tại, đó chính là bình luận viên Gover, kỹ thuật viên Gover. Vâng, tất cả cái gì cũng là nói chung là đa chức năng Gover. Cùng với đó là game thủ chim sẻ đi nắng. Vâng, lêu lêu hai thằng em có gấu. Mấy ngày tới mưa không có đi chơi được. Đang mình thì mình chả có gì, điện về chúc mừng mẹ, chúc mừng bà hết. Dê. Vâng, con voi tiết kiệm, một tuần tiết kiệm đồ tới từ game thủ chim sẻ. Tài nguyên được khai thác tương đối triệt để. Bài này là bài xấu của chim sẻ, chúng ta cùng xem. 9-0 đi. Nhiệm vụ của bầu giao là 9-0. Vâng, ông bầu Kiên đã về sau khi 6-0 kết thúc hai kèo thì cũng muộn rồi. Ông bầu cũng có hai cậu con trai nhỏ và cả vợ ngồi ở nhà nữa, thành ra không thể theo dõi nốt được kèo đấu Asian. Và thực ra thì cậu tin tưởng rằng là chim sẻ sẽ giành chiến thắng Asian dễ dàng thôi. Và ở trận thiếu này thì đây là một điều khó khăn khi mà chim sẻ đến đời muộn hơn so với đối phương. Chúng ta hãy cùng xem liệu sẻ có hoàn thành được nhiệm vụ bầu giao không. 9-0. Khó khăn phết đấy. Đây là một bài mà Hòa Hải lên đời sớm hơn. Hòa Hải Biển Lửa. Nghe tên đấy, trận đấu ngày hôm nay phải cử tôi ra đánh mới đúng. Nên mình giới thiệu mình là Hoàng Hải. Kia nó chỉ là biển lửa thôi. Mình còn là ông vua của cái biển này cơ mà, làm sao đánh được mình. Tham 28 dành cho game chim sẻ 4A. Vâng, một trận thi đấu khó khăn dành cho sẻ. 4A đối đầu với, vâng tôi không biết rằng là 4A hay 5A, nhưng mà lên đời muộn hơn. Chúng ta hãy cùng chờ xem khả năng đỡ nhà dẻo và khả năng điều cung gờ của game thủ chim sẻ, cũng như là cái sự tự tin của game thủ chim sẻ khi đối đầu với một game thủ được đánh giá là yếu hơn, đó chính là Hòa Hải. Chờ đợi từ cung đờ đầu tiên tới từ Hòa Hải, xem chuyện này Hòa Hải có được một trận thắng danh dự trong buổi tối ngày hôm nay hay không. Bị làm sao nhở? Sao tham lai nó vòng kiểu đấy là sẻ, hay là bài điên hoang kìa? Gặp kìa, bốn cung đờ. Chim sẻ quyết định chạy, chạy một cung R đi dò nhà đối phương. Còn đây là một tên mà Hòa Hải mang bốn cung R lao thẳng vào phía khu vực BE của game thủ chim sẻ và thêm một tên cung nữa. Như vậy chỉ là 4A trong trận thi đấu này thôi, chỉ là 4 nhà BA thôi. Hình như là bài dân A, tôi không thấy game thủ Hòa Hải có nông dân sóc được ra. Vì lúc chim sẻ soi tham thấy tham chim sẻ vòng lên sau thời điểm chim sẻ lên đời thì chứng tỏ là Hòa Hải đây là bài điên hoang dân A chăng? Sẻ hôm ngày hôm nay cái ruộng nó hơi tù, đúng là bài điên hoa dân ạ. Ôi, tưởng thế nào. Vâng, cả dân cả quân khởi nghĩa trong tình huống này. Dân quân khởi nghĩa dành cho game thủ Hòa Hải. Một tên tất tay được ăn cả ngã về con số mò. Rất đầu gấu tới từ game thủ này. Vâng, anh ăn quả vâng, đây là quả tên uống thuốc vitamin hung hăng. Và cực kỳ hổ báo. Cả dân quân kết hợp. Vâng, như chim sẻ liệu có dùng bài đánh du kích để thắng lại được tên này không? Vâng, rỉa dần. Chờ đợi khi mà mình là người ra được đều quân, còn họ không đều được quân nữa, thì những bài ăn hoang sẽ hết dần đi và sẽ có được chiến thắng. Liệu có phải là như vậy? Vâng, một tên vitamin hung hăng tới từ game thủ Hòa Hải. Vâng, có lẽ là nóng quá rồi, nóng trong người rồi, và mọi thứ nó bốc lên rồi. Bốc lên trên đầu. Một tên lấy cả dân đập ruộng tới từ game thủ Hòa Hải. Một tên bánh mì kẹp thịt tới từ game thủ chim sẻ. Nông dân của Hải đang rất đầu gấu. Vâng, đúng là tên vitamin hung hăng. Và sau khi hung hăng thì chim sẻ đã hoàn thành nhiệm vụ 9-0 trong ngày thi đấu hôm nay để trả đủ món nợ mà vàng lớp vay của Seng Long. Nhưng mà còn biết bao nhiêu món nợ khác. 9-1 nó cứ như, vâng, bản tình ca mùa đông thì ai sẽ là người trả đây. Chúng ta cùng, vâng, Hồng Anh cũng đã có được chiến thắng của mình. Chúng ta đang chờ đợi sau chim sẻ sẽ là BB với những thể hiện tuyệt vời của mình. Và ngày hôm nay thì là ngày tuyệt vời dành cho game thủ chim sẻ, mặc dù bài không được quá đẹp. Phong độ ngày hôm nay cũng không phải là quá cao và quá mắc bình. Phong độ ngày hôm nay ở mức gọi là trung bình khá. Ở một cái mức người ta gọi là chim sẻ vẫn vậy. Tạm tạm, chắc cú, vậy thôi.
chứ ngày hôm nay không phải gọi là một ngày xuất thần hay là một ngày xuất sắc của game thủ chim sẻ được. Nhưng dù sao 9-0 cũng là đủ, Vâng đánh thắng vừa đủ thôi. Bao giờ những trận đấu lớn với những trận đấu ở vòng đấu như sau, những trận thi đấu ở trong những vòng loại trực tiếp hay là những trận thi đấu mà tính chất quan trọng như bán kết, chung kết thì lúc đấy tỏa sáng mới gọi là hay. Lúc đó phong độ cao mới gọi là thích. Và trong những trận đấu như ngày hôm nay thì nhẹ nhàng, không tốn sức, như cái kiểu cầu thủ bóng đá là có được chiến thắng mà không bị chấn thương. Bắt đầu đi quân để công vào những đơn vị ăn hoang tới từ game thủ Hòa Hải để kết thúc trận thiếu này. Tham lai của Sẻ đang là 53/72. Đỡ nhà, Vâng, đỡ một tơn vi tâm hình hung hăng tới từ game thủ Hòa Hải cũng tương đối vất vả. Nhưng đến bây giờ thì không còn cái gì vất vả nữa rồi. Đồ ăn hoang sẽ hết dần theo thời gian. Và lượng quân cũng như lượng dân mà Hòa Hải mất đi ở thời điểm mang Vâng tơn tăng động tới từ Hòa Hải là quá nhiều. Và là khó, Vâng dân hàng ngay sát nhà chim sẻ. Vâng chim sẻ nên có một cái thói quen khác nữa, đó chính là soi than thật nhiều vào. Đánh cũng gờ thì đánh nhưng cũng phải nên soi than thật nhiều. Đây cũng là một tình huống dân hàng tương đối bất ngờ. Và nếu như không có một tình huống mà game thủ chim sẻ đi nắng soi tham lai, Vâng soi tham lai ở thời điểm chuẩn bị có bánh xe xong, thì có lẽ khó có thể biết được rằng là Hòa Hải chính là người dân Nga trong trận thi đấu này. Bởi vì đơn giản khi mà soi tham lai xong không thấy đối phương sóc dần là đã giật mình bất thình lình rồi. Nghi ngờ là cái đồng tơn đi dân Nga và không sóc dần, tập trung vào đi ốp chết đối phương. Và thậm chí tơn tăng động của Hòa Hải thì còn là số 1 không hài. Vâng, anh mang cả dân quân ngay đến tơn quân đầu tiên lên để hạ gục chim sẻ. Nhưng điều đó là không thể. Tỷ số sẽ là 3-0 trong kèo IC và sẽ là 9-0 trong 3 kèo. Xin chúc mừng AOE Việt Nam. Nói chung và chúc mừng cá nhân chim sẻ nói riêng đã có được chiến thắng trong giải đấu AOE Việt Trung online năm 2017. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai. Còn với những bạn hâm mộ thể thao thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 2:45 trên website bongdafan.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các clip sẽ up lên trên trang Game TV một cách sớm nhất. Nhẹ nhàng chưa? Thôi, dành sức cho những giải đấu quan trọng khác. Tuần này đánh Pro Master nhá. Em phải đánh đấy.